Chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của TV Thai Soccer. Và hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho anh em 3 bài tập sút cơ bản để anh em có thể ứng dụng trong thi đấu và ghi thật nhiều bàn thắng. Chúc anh em tập luyện thật tốt. Và để tập những bài tập này thì chúng ta cần một chiếc marker nhỏ, một quả bóng và một người bạn hỗ trợ để cùng nhau tập luyện anh em nhé. Bài 1, đặt marker ở vòng chính diện 16m50, đồng đội ở vị trí 11m. Chúng ta sẽ đứng ở vị trí tầm 20m so với khung thành, lách qua marker tí xíu rồi chuyển cho đồng đội. Đồng đội trả ngược lại rồi anh em la lên sút. Có thể sút mua chính diện hoặc sửa lòng đều được. Bài 2, đặt marker ở phía trên bên phải, cạnh của vòng 16m50. Đồng đội đứng cạnh phía sau marker, chúng ta sẽ đứng ở vị trí trung tâm vòng 16m50, chuyển cho đồng đội, sau đó cắt mặt phá bay việt vị. Đồng đội chuyền bóng nhẹ hướng xuống cầu môn, ta sẽ lao chéo lên xuống ít mu hoặc sửa lòng đều được. Bài 3, vị trí gần giống như bài 2, tuy nhiên lúc này chúng ta sẽ di chuyển vị trí sang cánh trái. Đồng đội sẽ đứng giữa và anh em sẽ đứng ở phía bên trái vòng 16m50. Chuyền cho đồng đội, giả bộ di chuyển xuống hướng cầu môn, nhưng bất ngờ vòng vào giữa, nhận được trả về của đồng đội và úp mu chính diện.